Hello, quê Mến Châu, chú chị các bạn. Nên quê ra đồng gặp được con mới cài đang sới nè. Quê chia sẻ cho con chú chị các bạn xem cho vui. 8430 hai giò lên cái bô luôn rồi. Con này màu trắng đó. Sới nó đang sới. Đây. Con này Malaysia hả? Con này một cái cabin luôn. Mất số hả? Ừ. Nó đang đậu đây nè cả nhà. Đó. Con này hai giò. Đang sới nè. Từ từ. Cũng long. Đây, đây các bạn. Con này con này kiểu gì vậy ta? Mất tem phát rồi. Đây, nó đang quay à. Đây là đây 98 88. Đó số à, đó hình không đây đây nó đang đậu đây nha các bạn. Tài xế xuống uống nước nghỉ ngơi hay gì rồi xong lên sới tiếp. Bánh trước này các bạn. Rồi giờ trời bắt bài sáng nữa quay tiếp nha cô chú chị các bạn. Rồi ông chủ lên bắt đầu tới nha cô chú chị các bạn. Con này không biết con mới cài gì đâu mà con này của Malaysia. Con này đòi 88. Cũng long
rồi, còn một tấn không à. Mà nghe nói con này của Malaysia á, mà tôi giết hay gì của Malaysia. Con này là cũ, đời 88. Rồi xe đó nó về sới xong về luôn rồi cô chú anh chị các bạn nha. Rồi tạm biệt cô chú anh chị các bạn luôn. Đó giờ ra đường về luôn rồi. Tạm biệt cả nhà.